Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán mười lực Phật hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán mười lực Phật hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán mười lực Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán mười lực Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán mười lực Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán mười lực Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán mười lực Phật hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Hết quyển thứ 368.